Trung Quốc thử loạt vũ khí chiếm ưu thế ở biên giới trước Ấn Độ. Nhằm chứng minh khả năng chiếm ưu thế ở vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã cho thử nghiệm hàng loạt thiết bị quân sự mới. Trung Quốc đã cho triển khai hàng loạt vũ khí tối tân chuyên phục vụ cho các cuộc chiến tại những khu vực có độ cao lớn, cũng như thử nghiệm những thiết bị này ở vùng biên giới đang xảy ra tranh chấp với Ấn Độ. Theo truyền thông Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã cho thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới như giàn phóng rocket bộ binh mới với năng lực chống tăng và chống bong kè. Cụ thể, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, dàn phóng rocket này được thử nghiệm ở khu vực có độ cao trung bình hơn 4.000m trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của một đơn vị thuộc Cụm Tập đoàn Quân số 77, trực thuộc Chiến khu Tây Bộ của Quân đội Trung Quốc. Còn theo trang web yesterday.com tại Thượng Hải, dàn rocket này là bệ phóng tên lửa tuyếp 1193 mm có trọng lượng nhẹ hơn và có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau. Estaday.com nhận định, bệ phóng tên lửa bộ binh tuyếp 11-93mm có cỡ nòng lớn hơn so với bệ phóng 80mm. Với tầm bắn tối đa 850m và sử dụng đạn đa dạng, bệ phóng có thể tạo ra hỏa lực dự phòng quan trọng và linh hoạt cho các đơn vị bộ binh hàng nhẹ. Tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Chỉ huy Quân khu Tây Tạng hôm 9 tháng 9 cũng ra thông báo về việc xây dựng các bãi đỗ trực thăng tại Bệnh viện Đa khoa ở thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Những bãi đỗ này đã sẵn sàng vận chuyển binh sĩ bị thương ở vùng biên giới. Bộ chỉ huy quân sự Tây Tạng nhấn mạnh thêm, vận chuyển binh sĩ bị thương bằng máy bay trực thăng sẽ giúp cắt giảm thời gian từ chiến tuyến đến bệnh viện, trong khi trước đây xe cứu thương thường mất ít nhất là 6 giờ để đi tới thành phố Xitê, khu vực gần nhất với biên giới Trung Quốc đến thủ phủ Lhasa. CCTV còn hé lộ một loạt thiết bị quân sự mới cũng được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt như phương tiện địa hình dùng bánh xích để vận chuyển binh sĩ bị thương, máy bay không người lái UAV, robot, máy bay vận tải giúp cung cấp khẩu phần ăn, đạn dược và nhiên liệu cho tiền tuyến. Ngoài ra, một loạt đơn vị hậu cần cũng đã thực hành điều động loạt UAV để cung cấp những bữa ăn nóng cho binh sĩ tham gia tập trận. Trên thực tế, ngoài các binh sĩ hoạt động ở Tây Tạng, các đơn vị của quân đội Trung Quốc đóng quân ở khu tự trị Tân Cương và hai tỉnh Vân Nam Tứ Xuyên cũng có thể được triển khai tới vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Tuy nhiên, các lực lượng của Trung Quốc sẽ phải vượt qua quãng đường hàng ngàn km mới tới được chiến tuyến. Do đó, theo giới quan sát, những thách thức như quãng đường di chuyển xa và điều động thiết bị hạng nặng chỉ có thể được giải quyết khi áp dụng công nghệ quân sự thế hệ mới. Nhà phân tích quân sự ở Hồng Kông ông Song Jopping nói, nhiều thiết bị chiến đấu trên độ cao lớn của Trung Quốc được phát triển trong nước và đã được thử nghiệm ở vùng Tây Tạng, nhưng thiết bị của quân đội Ấn Độ lại chủ yếu mua từ Mỹ và chưa từng được thử nghiệm trên những khu vực có độ cao trên 5.000 mét. Hồi tuần trước, CCTV cũng đã cho công bố đoạn video về cuộc tập trận bắn đạn thật của quân khu Tây Tạng trên độ cao 4.600m so với mực nước biển. Một chỉ huy quân đội Trung Quốc cho hay, chương trình huấn luyện bao gồm nội dung tấn công địch, trinh sát bằng vệ tinh nhằm nâng cao năng lực chiến đấu cho các binh sĩ trên vùng cao nguyên. Quân đội Ấn Độ xác định 5 công dân nước này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trước đó tại khu vực biên giới Tây Tạng, được thả tự do vào ngày 12 tháng 9. Trung tá Reuteran nhấn mạnh các cá nhân sẽ được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định về phòng chống dịch COVID-19 và sau đó trở về với gia đình. Theo ông Pandey, năm thanh niên đã không may bị lạc đường khi vượt qua khu vực đường kiểm soát thực tế LAC trong khi đang đi săn. Cũng theo ông này, hai trường hợp tương tự từng xảy ra trong năm nay ở bang Arauchan, Paris, giáp biên giới với Trung Quốc. Thời gian vừa qua, Trung Ấn nhiều lần cáo buộc các binh sĩ hai bên trái phép vượt qua LAC, khiến tình hình căng thẳng leo thang. LAC nằm giữa khu vực Lakha do Ấn Độ quản lý và Askai Chin do Trung Quốc kiểm soát. LAC có chiều dài 4.057 km là khu vực xảy ra tranh chấp giữa Trung ấn trong hàng thập niên qua. Trước đó, theo tờ báo Hoàn cầu dẫn lời một nguồn tin cho hay, 5 công dân của Ấn Độ được cho là bị quân đội Trung Quốc bắt cóc hoặc đã bị mất tích ở phía nam của Tây Tạng, thực tế là nhân viên tình báo của Ấn Độ. Nguồn tin này cũng nhấn mạnh 5 người đã giả dạng thành các thợ săn và vượt qua khu vực biên giới Trung Ấn để tiến vào quận Sơn Nam thuộc khu tự trị Tây Tạng trước khi bị bắt giữ. Phía Trung Quốc cũng phủ nhận đã bắt cóc 5 công dân của Ấn Độ. Nguồn tin này cũng cho biết thêm phía Ấn Độ thường điều động lực lượng tình báo đi qua biên giới Trung Ấn làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin. Hành động này được xem là xâm phạm các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Căng thẳng tranh chấp biên giới Trung Ấn nằm dọc đường kiểm soát thực tế LAC bùng phát kể từ tháng 6 sau vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Gawan, khiến ít nhất là 20 quân nhân Ấn Độ tử vong vào ngày 15 tháng 6. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Dokram hồi năm 2017. Ngày 10 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Jakarta đã lần đầu tiên góp mặt kể từ sau vụ xung đột đẫm máu vào ngày 15 tháng 6. Trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại Moscow, hai quan chức cấp cao Trung Ấn nhấn mạnh căng thẳng không có lợi cho bất cứ bên nào. Hai bên cũng sẽ đồng thuận, nhanh chóng giải tán binh sĩ, duy trì khoảng cách thích hợp và giảm thiểu căng thẳng ở khu vực. Máy bay Trung Quốc ổ ạt ở không phận, Đài Loan tập trận suốt ngày đêm với sự hỗ trợ của Mỹ. Đài Loan bắt đầu 5 ngày tập trận trên máy tính bắt đầu từ thứ Hai 14 tháng 9, tập trận mô phỏng các cuộc tấn công của Quân Giải phóng Nhân dân PLA tới hòn đảo này. Đây là một phần của cuộc tập trận lớn nhất hàng năm Hàn Quang tại Đài Loan. Trước đó, các cuộc tập bán đạn thật đã được thực hiện hồi tháng 7. Cơ quan phòng thủ Đài Loan cho biết, bài tập được thiết kế để kiểm tra khả năng của các chỉ huy Đài Loan trong việc áp dụng phù hợp chiến lược phòng thủ và phối hợp các lực lượng khác nhau khi chiến đấu. Một nguồn tin quân đội nói với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Đài Loan mời các quan chức từ Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, AIT, đến quan sát các cuộc tập trận giả này. Nguồn tin nói, trước đây, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ gửi các sĩ quan và chuyên gia quân sự tới quan sát các cuộc tập trận và đưa ra các lời khuyên sau khi xem mỗi kịch bản mô phỏng tấn công của PLA. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, Mỹ không thể gửi các chuyên gia sang Đài Loan, các cuộc tập trận trên máy tính được lên kế hoạch tổ chức vào đầu năm nay, nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh. Các cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong 5 ngày liên tục, 24 giờ mỗi ngày, nhằm trao dồi khả năng ra quyết định và nâng cao hiệu quả ra lệnh ở tất cả các cấp chỉ huy đang được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện chung tại Đài Bắc và được các chuyên gia từ Đại học Quốc phòng theo dõi. Các cuộc tập trận sử dụng hệ thống mô phỏng quy mô mặt trận kết hợp GTLS của Mỹ để mô phỏng các hoạt động kết hợp Dữ liệu hoạt động được thu thập trong cuộc tập trận sau đó sẽ được gửi cho các chuyên gia Mỹ để phân tích và nhận xét, nguồn tin cho biết. Cùng với đó, người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan, ông Xavier Chang cho biết, các cuộc diễn tập ứng phó với khủng hoảng quân sự cũng đã được thực hiện bởi các đơn vị an ninh trên đảo. Cơ quan phòng thủ Đài Loan hôm 9 tháng 9 cho biết, nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc đại lục đã bay vào không phận phía tây nam của hòn đảo. Đài Loan sau đó lên án hành động của Bắc Kinh, mô tả đây là hành động gây bất ổn, đe dọa hòa bình khu vực. Một trong những bài tập tuần này tái hiện một cuộc tấn công từ khu vực nói trên. Trang Che Ping, quan chức phòng thủ cấp cao Đài Loan cho rằng Bắc Kinh là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết họ sẽ không nhượng bộ sức sự đe dọa cũng như không tìm cách đối đầu Bắc Kinh phát ngôn viên của cơ quan ngoại giao Đài Loan, Joan Ao cho biết hôm 10 tháng 9, chính phủ Trung Quốc đang đưa ra một số nhân tố gây bất ổn trong khu vực. Cộng đồng quốc tế cần chú ý đến sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chia sẻ trên Facebook hôm 11 tháng 9, cảnh báo Bắc Kinh không nên đánh giá thấp ý chí tự vệ của hòn đảo này hoặc quyết tâm của người Đài Loan. Báo Trung Quốc, Avanga còn kinh khủng hơn vũ khí hạt nhân nhóm tổ hợp tên lửa chiến lược ICBM, tên lửa đạn đạo liên lục địa trong biên chế quân đội Nga hiện nay như RS-28 Samas, UR-100 UTTKH, SS-19 Stilento và RS-24 Ja sở hữu nhiều đặc tính chiến đấu vượt trội và cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ thù tiềm năng. Cổng thông tin Sina của Trung Quốc cũng bình luận rằng Tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc tái trang bị cho lực lượng tên lửa Nga những mẫu tên lửa có tầm bắn xa hơn 10.000 km này sẽ khiến Mỹ rơi vào tình thế tuyệt vọng không đối thoát. Tác giả của ấn phẩm Sainer đặc biệt lưu tâm đến hệ thống tên lửa Avanga. Vị chuyên gia chỉ ra rằng sự thật là lực lượng phòng không của Hoa Kỳ không thể đánh chặn vũ khí này do tên lửa của Nga được bảo mật và sở hữu tốc độ phi thường khiến thiết bị hoạt động đặc biệt hiệu quả cho các đợt tấn công phủ đầu đối thủ. Bài viết của China nhấn mạnh, chỉ mất 15 phút để tên lửa Avanga có khả năng vươn tới Washington. Trong thời gian này, người Mỹ thậm chí còn không đủ thời gian để uống xong một tách cà phê, chứ đừng nói đến việc đẩy lùi và đánh chặn loại tên lửa này của Nga. Tác giả Trung Quốc nhận định, trong trường hợp xảy ra xung đột giả định giữa Nga và Mỹ, khu vực vùng ven biển của Mỹ sẽ không thể đảm bảo phòng thủ trước đợt tấn công tập trung của tên lửa chiến lược Avanga, bất chấp có sở hữu hệ thống phòng thủ tiên tiến đến đâu trên thế giới đi nữa bài báo gọi avanga là kiệt tác của quân đội nga đồng thời lưu ý rằng những đặc tính chiến đấu của tên lửa này khiến nó trở thành vũ khí còn đáng sợ hơn cả bom nguyên tử hạt nhân ấn phẩm china cũng nhấn mạnh sự vượt trội hoàn toàn của nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh như đã nhiều lần khẳng định nga phát triển hàng loạt tên lửa siêu thanh uy vũ khủng khiếp trong khi mỹ vẫn chưa thể tạo ra dù chỉ là một hệ thống tên lửa như thế về hình dạng có thể nói một cách rất hình ảnh và tương đối là avanga, gần như có hình xẹt, nghĩa là nó có cánh để tạo lực nâng để có thể bay lượn một cách cơ động, vòng tránh các hệ thống trình sát và giám sát của đối thủ, khác xa các đầu đạn ICBM chỉ bay theo một quỹ đạo. Về nguyên lý hoạt động phương tiện bay siêu thanh mới của Nga, vẫn cần tên lửa đẩy lên quỹ đạo như các đầu đạn truyền thống, sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, phương tiện bay này sẽ sử dụng kết cấu cánh lượn và động cơ bay theo quỹ đạo cực kỳ linh hoạt, làm hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương không thể phát hiện và đánh chặn khối tác chiến bay siêu thanh của Nga có thể tăng tốc lên đến 20 m, công suất đầu đạn nhiệt hạch từ 800 kT đến 2 MT. Với các đầu đạn hạt nhân mang theo, các phương tiện bay siêu thanh sẽ tấn công mục tiêu đã lập trình từ trước. Avanga từ trước đó được gọi là Ju-71 và Ju-74 đã được thử nghiệm nhiều lần từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016 trên ICBM UR-100UTTTH, phóng từ căn cứ không quân Dombostovi của vùng Orenburg và đã đạt tốc độ 11.200 km h và bắn trúng các mục tiêu tại bãi thử tên lửa Kura, vùng Kamchatka. Được biết, vũ khí siêu thanh được Liên Xô thanh nghén ngay từ thập niên 80 của thế kỷ trước và đến năm 2019 mới chính thức được biên chế. Vào giữa những năm 1980, tập đoàn chế tạo máy NPO ở Ruto, Moscow, nơi thiết kế và chế tạo ICBM UR-100NUTTH cũng như tên lửa chống hạm siêu thanh Rincon đã triển khai thực hiện đề án mã số 4202. Trong suốt ba thập kỷ đó, trừ thời kỳ loạn lạc và khủng hoảng do sự sụp đổ của Liên Xô, các công trình sư của NPO Nasino Choyenjona hiện nay trực thuộc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật KTRV với sự hỗ trợ của các nhà khoa học thuộc nhiều viện hàn lâm khác nhau của Nga đã chế tạo thành công loại vũ khí độc đáo nơi trên trong tương lai, Avanga sẽ được trang bị cho kiểu ICBM mới nhất đang được thử nghiệm là RS-28 Samad với tối thiểu 3 đầu đạn Avanga cho mỗi tên lửa. Các nước thành viên NATO nào đến nay vẫn sử dụng vũ khí Nga? Việc những nước Đông Âu gia nhập NATO sẽ buộc họ phải chuyển đổi sang các tiêu chuẩn của khối này trong hệ thống cấp bậc quân nhân, cơ cấu tổ chức và đương nhiên cả vũ khí. Thế nhưng cho đến nay, nhiều quốc gia Đông Âu bất chấp đang là thành viên của NATO vẫn sử dụng vũ khí của Liên Xô và cả Nga ngày nay. Vào những năm chiến tranh lạnh, Liên Xô không ngại ngần cung cấp vũ khí cho các đồng minh của mình ở khắp châu Âu. Một trong những khu vực quan trọng là Đông Âu, chính xác hơn là các nước nằm trong khối hiệp ước Warsaw. Đến nay gần như tất cả những quốc gia này đã là thành viên của NATO, nhưng tình thế này không cản trở họ sở hữu xe tăng, những tổ hợp tên lửa phòng không, xe chiến đấu bộ binh và súng tiểu liên, súng phóng lựu được sản xuất tại Liên Xô. Việc sử dụng vũ khí của Liên Xô trong mọi hoàn cảnh đều liên quan đến cả việc tiếp tục hợp tác kỹ thuật với Nga. Cho đến thời điểm hiện nay, số lượng vũ khí của Liên Xô hiện đang trong hàng ngũ của quân đội Bulgaria. Nền tảng sức mạnh xe tăng của nước này là những xe tăng T-72, 531 chiếc, T-55, 400 chiếc. Trong lực lượng, lục quân cũng có gần 300 chiếc BMP-1 do Liên Xô sản xuất, 74 chiếc BRDM-2, 781 chiếc BTR-60, 192 pháo phản lực BM-21G và 506 khẩu lựu pháo tự hành 2S-1 Grodica. Lực lượng không quân Bulgaria đang sở hữu 12 chiếc tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25K, những trực thăng MI-14, MI-24, các tổ hợp tên lửa phòng không F-300 và OSA. Ở Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania, số lượng vũ khí của Liên Xô ít hơn nhiều, nhưng lực lượng lục quân Romania đang sở hữu. Lấy ví dụ là gần 260 xe tăng T-55, còn lực lượng không quân Séc đang sử dụng những trực thăng MI-24 của Liên Xô và MI-171 SH của Nga. Các trực thăng MI-17 và MI-24, những tiêm kích MIG-29 có mặt trong hàng ngũ của lực lượng không quân Slovakia. Trong khi đó, lực lượng lực quân của quốc gia này gần như đã loại bỏ được những khí tài của Liên Xô. Hiện chỉ còn lại các tổ hợp chống tăng do Liên Xô sản xuất là Maglukita, Fagos, Konkurs và tổ hợp tên lửa phòng không Stella-10. Hungary không có các máy bay của Liên Xô nhưng lại có trong thành phần của lực lượng không quân các trực thăng 10 i 8 10 17 10 24 còn trong lục quân 44 xe tăng T-72M1, 260 chiếc BTR-80, 120 chiếc BTR-80A. Bất chấp những quan hệ phức tạp với Nga, Ba Lan chưa loại bỏ triệt để vũ khí mang thương hiệu Made in USSR sản xuất tại Liên Xô. Lực lượng lục quân của đất nước này hiện đang sở hữu 237 chiếc BRDM2, 30 chiếc BRM1K, 75 pháo phản lực BM-21 Grad và các tổ hợp tên lửa phòng không Kup và 9K33 oskar AK. Trong lực lượng không quân Ba Lan cũng vẫn còn tiêm kích MiG-29 và những trực thăng Mi-8, Mi-17, gần như tất cả các hệ thống phòng không được sử dụng lực lượng vũ trang Ba Lan sử dụng cũng của Liên Xô sản xuất. Ngoài ra trong quân đội Ba Lan vẫn còn có các súng Kalashnikov súng phóng lựu rpg súng trường bắn tỉa dragunov được cải tiến để bắn bằng đạn chuẩn nato đương nhiên những thành viên đông âu của liên minh bắc đại tây dương vẫn tiếp tục bỏ khí tài quân sự của liên xô điều này dễ hiểu bởi vì vũ khí đang lỗi thời xuất hiện các xe tăng xe chiến đấu và máy bay hoàn thiện hơn Thế nhưng việc mua những xe tăng của Mỹ hay Pháp, lấy ví dụ sẽ kéo theo những chi phí khổng lồ mà ngân sách của các quốc gia Đông Âu tạm thời chưa thể gánh được. Bởi vậy, nhiều nước Đông Âu hiện giờ đang nâng cấp và hoán cải những vũ khí mà được thừa kế lại từ Liên Xô. Ngoài ra, số lượng lớn các vũ khí Liên Xô được những quốc gia Đông Âu bán cho các nước đang phát triển ở châu Á và đặc biệt là châu Phi. Đồng thời, điều thú vị là một loạt các quốc gia thành viên NATO đang mua vũ khí của Nga. Ví dụ rõ nét nhất mà khiến nổ ra một cuộc bê bối quy mô quốc tế là hợp đồng mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong quân đội Hy Lạp hiện có những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 mà được ship chuyển giao cho Athens sau khi mua của Nga. Đến người Mỹ cũng mê mẩn, điều gì tạo nên sức mạnh cho Đại bác vác vai B-41? RPG-7, Việt Nam thường gọi là B-41 là mẫu súng chống tăng được cấu tạo theo nguyên lý phản lực, sử dụng đạn lớn hơn cỡ nòng, nó được phát triển theo yêu cầu của quân đội Liên Xô dựa trên thành công của mẫu súng chống tăng RPG-2B40 từ cuối những năm 1950. Về cơ bản, RPG-7 là mẫu vũ khí được thiết kế có độ hoàn thiện cao, sở hữu hỏa lực mạnh và đáng tin cậy. Trên thực tế không cần nâng cấp, nó vẫn là một trong những mẫu súng chống tăng nguy hiểm nhất thế giới. Với sự phổ biến của RPG-7, không chỉ Nga mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng sản xuất mẫu súng chống tăng này với nhiều biến thể khác nhau. Ngay cả các công ty vũ khí của Mỹ cũng tham gia cuộc đua nâng cấp RPG-7, các biến thể này không chỉ để xuất khẩu mà còn đáp ứng các đơn hàng từ quân đội Mỹ. Điển hình có thể kể đến Etronix USA, công ty này bắt đầu sản xuất các mẫu súng chống tăng dựa trên RPG-7 vào năm 2009. Trong thiết kế RPG-7 của Etronix, một số chi tiết bằng gỗ và kim loại của súng được thay thế bởi vật liệu composite. Thước ngắm và tay cầm cũng được cải tiến với thanh xe kỹ thuật cho phép người lính thay đổi các chi tiết này dễ dàng. Việc sử dụng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng của súng. Ví dụ như mẫu MK777, trọng lượng của súng chỉ còn 3,5 kg, trong khi đó cấu tạo cơ bản vẫn được giữ nguyên so với phiên bản gốc. Những cải tiến của Electronic giúp RPG-7 trở nên phù hợp hơn với môi trường chiến tranh hiện đại, nhất là đáp ứng các yêu cầu của quân đội Mỹ trong việc trang bị mẫu vũ khí này cho một số lực lượng tác chiến đặc biệt hoặc đồng minh. Theo tờ Top Gear, hầu hết cải tiến của RPG-7 trong thời gian gần đây đều xoay quanh các loại đạn rocket mà nó có thể sử dụng. Việc sử dụng được nhiều loại đạn khác nhau là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của mẫu vũ khí này. Vào những năm đầu khi mà RPG-7 mới ra đời, hướng cải tiến chủ yếu của đạn là giảm kích thước và trọng lượng, đồng thời tăng khả năng xuyên giáp. Tuy nhiên, phần liều phóng và cánh đuôi thì vẫn giữ như phiên bản đầu tiên. Khi mới ra đời năm 1961, súng sử dụng đạn lõm đường kính 85 mm PG7V với khối lượng là 2,2 kg, xuyên được 260 mm giáp. Vào cuối những năm 1960, đạn PG7VM đã được chế tạo với ngòi nổ cải tiến, đường kính đạn giảm xuống còn 70 mm nhưng có khả năng xuyên giáp tới 300 mm. Loại đạn tiếp theo của RPG7 là PG7VS có khả năng xuyên thép tới 400 mm nhưng cỡ đạn quay trở lại là 80 mm. Vào cuối những năm 1970, đạn PG7VL Launch có đầu đạn cỡ 93 mm được đưa vào sử dụng, nó có thể xuyên được 500 mm giáp. Sự ra đời của giáp phản ứng nổ vào thập niên 1980 đã dẫn đến ra đời của đạn nổ nối tiếp, đầu đạn tandem PG7VR Đạn PG7VR có trọng lượng đến 4,6 kg và đường kính đạn là 105 mm. Khi bắn trúng mục tiêu, đầu nổ đầu tiên của PG7VR kích hoạt phá vỡ lớp giáp phản ứng nổ, sau đó đầu nổ chính mới hoạt động và có khả năng xuyên thủng tới 650 mm giáp, tuy nhiên sự gia tăng sức mạnh đi kèm với việc giảm tầm bắn. Không chỉ dừng lại ở khả năng chống tăng, vào cuối những năm 1980, một loạt đạn chống bộ binh dùng cho RPG7 đã được đưa vào sử dụng trong đó có đạn nhiệt áp TGB-7V có bán kính phá hủy từ 8 đến 10 mm. Vài năm sau đó, một đầu đạn OG-7V với đầu đạn phân mảnh chứa 400 g thuốc nổ đã xuất hiện. Không chỉ Nga, các công ty nước ngoài cũng đã cố gắng phát triển các loại đạn của riêng họ cho RPG-7. Công ty Electronic của Mỹ sản xuất đạn nổ lõm SRH-1 có cỡ là 93mm, khối lượng 3,82kg, có khả năng xuyên được 500mm giáp. Một chi tiết cũng được quan tâm cải tiến đó là hệ thống kính ngắm quang học của súng, giúp nâng cao mức chính xác, đồng thời kính ngắm mới phù hợp với những loại đạn mới, giúp xạ thủ nhanh chóng khóa mục tiêu và khai hỏa. Sửa đổi đầu tiên về kính ngắm là PGO 7V là sửa đổi thang đo cự ly căn cứ vào chiều cao của mục tiêu. Đến đầu những năm 1970, RPG7 được trang bị kính ngắm ban đêm đầu tiên là PGN1 và NSPUM có thể phát hiện mục tiêu là xe tăng ở cự ly lên đến 500 đến 600 m vào ban đêm. Vào đầu thập niên 1990-2000, với sự ra đời của các loại đạn mới, đã ra đời kính ngắm vạn năng UP-7V. Với sự trợ giúp của UP-7V, RPG-7 có thể sử dụng hiệu quả các loại đạn phân mảnh và nhiệt áp ở cự ly bắn xa hơn. Đối với đạn TGB-7V, tầm bắn tăng từ 200 đến 550 mm đối với đạn og7v từ 350 đến 700 mm các quốc gia khác ngoài nước nga cũng nỗ lực cải tiến thiết bị ngắm của súng rpg7 và năm 2017 trung tâm nghiên cứu khoa học và thiết kế belarus đã trình làng súng phóng lựu ovot r đó là một khẩu súng phóng lựu rpg7 thông thường nhưng được trang bị kính ngắm thông minh pd7 Kính ngắm thông minh PD7 được trang bị hệ thống ngắm quang điện tử với kênh ngày và máy đo xa laser, kênh ban đêm được cung cấp kèm theo phụ kiện riêng cùng một bộ cảm biến thời tiết và máy tính đường đạn. Có thông tin cho biết PD7 có khả năng tính toán chính xác dữ liệu của mục tiêu và cung cấp hỏa lực hiệu quả hơn với tất cả các phát bắn tương thích. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng súng chống tăng RPG7 và các loại đạn của nó ở các phiên bản đầu tiên không có sự khác biệt về độ phức tạp trong thiết kế. Đồng thời chúng là hỏa lực tương đối mạnh và chính xác, có thể chống lại các phương tiện bọc thép một cách hiệu quả và do đó tăng hiệu quả chiến đấu của phân đội bộ binh. Sự đơn giản trong thiết kế của RPG-7 và các loại đạn của nó khiến nó có thể tiến hành hiện đại hóa mà không gặp bất kỳ khó khăn nào và thu được nhiều kết quả đáng chú ý. Do thiết kế tương đối hoàn hảo nên việc chế tạo lại ống phóng thực tế không có ý nghĩa gì, nên từ khi ra đời, các quốc gia chủ yếu là nâng cấp đạn và kính ngắm quang học. Kết hợp với các phiên bản khác nhau của ống kính và kính ngắm, các nhà thiết kế Liên Xô, Nga cũng như các quốc gia khác kể cả Mỹ đã tạo ra hàng tá sửa đổi với RPG-7 với một hoặc một số tính năng khác. Các loại đạn phát triển về sau vẫn hoàn toàn tương thích với súng RPG-7 từ phiên bản đầu tiên và có khả năng tác chiến rộng rãi. Quá trình cải tiến súng, tập trung vào bộ phận ngắm và đạn, vẫn đang được tiếp tục thực hiện ở cả Nga và các nước khác. Điều này cho thấy sức sống của khẩu RPG-7 trong biên chế quân đội các nước. Tính đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả cũng như khả năng hiện đại hóa nhanh chóng, dễ dàng là các đặc tính chính đã giúp súng phóng liệu RPG-7 trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Loại vũ khí này đã được sử dụng gần 60 năm và khó có thể rời khỏi biên chế trong tương lai gần. Hệ thống ban tạo lá chắn bất khả xâm phạm tại Crimea Truyền thông Nga mới đây cho biết, tổ hợp phòng thủ bờ biển Ban đã phóng tên lửa KH-35U và đánh trúng mục tiêu mặt nước cách xa 260 km trong cuộc tập trận của quân khu phía Đông. Sự kiện trên thoạt nhìn tưởng không có gì nổi bật, nhưng thực chất nó lại mang tầm quan trọng đối với Nga. Đó là từ bây giờ, bất kỳ hoạt động đổ bộ nào của kẻ thù tiềm năng sẽ biến thành nhiệm vụ bất khả thi. Như đã biết, chiều dài đường biên giới trên biển của Nga lên tới hơn 38.000 km, cho nên Moscow cần có các giải pháp riêng để bảo vệ. Ngoài hạm đội, những tổ hợp tên lửa bờ cũng tham gia vào quá trình này. Ngay từ năm 1966, đường bờ biển của Nga được bao phủ bởi tổ hợp chống hạm di động RIDAT. Tuy nhiên, hệ thống được trang bị tên lửa hành trình P-36B, trọng lượng lớn và công kênh này, hóa ra lại quá mạnh khi chống lại mục tiêu nhỏ hơn tàu sân bay. Sau đó ngày nay, RIDAT hoạt động như một phương tiện gian đe chống lại tàu tuần dương và tàu sân bay. Đổi lại, ban nhận nhiệm vụ tiêu diệt những mục tiêu nhỏ hơn như tàu khu trục, khinh hạm hay tàu đổ bộ cỡ nhỏ và trung bình. Thành phần tác chiến của một hệ thống ban bao gồm hai xe chỉ huy, 4 xe nạp đạn cùng với 4 xe mang phóng tự hành được trang bị 8 tên lửa. Hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc theo chỉ thị bên ngoài. Nếu cần, khẩu đội có thể bắn loạt 32 tên lửa với độ trễ 2 giây cho mỗi lần phóng. Điều này được đảm bảo để ngăn chặn cuộc tấn công của cả một biên đội tàu đổ bộ. Trong trường hợp này, xác suất bắn trúng tàu địch trong phạm vi 120 km là 92%. Vụ bán đạn thật vừa qua đã chứng tỏ khả năng tấn công mục tiêu hiệu quả của tổ hợp ban ở khoảng cách lên tới 260 km, gần như phá vỡ hoàn toàn sơ đồ chiến thuật các chiến dịch đổ bộ của NATO, khi trước đây họ cho rằng chiều rộng khu vực phòng thủ ven biển của Nga là 100 km. Ngoài ra, nhờ khả năng cơ động, một lữ đoàn ban sẽ có khả năng bao phủ tới 1.200 km đường bờ biển. Điều này là phức tạp thêm rất nhiều nỗ lực đánh chiếm của đối phương. Cuối năm 2019, quân đội Nga có trong thành phần tác chiến 7 lữ đoàn trang bị tổ hợp tên lửa ban. Một trong số đó được triển khai ở khu vực cầu Kursk, tạo ra lá chắn thép bảo vệ Crimea Hiện tại, phiên bản xuất khẩu của Pan với tên định danh là Pan E cùng với biến thể đơn giản hóa của nó là Rubes M đang được Nga tích cực chào bán trên thị trường vũ khí thế giới và nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng tiềm năng.